Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều ngày 19 tháng 1 thì giá xăng dầu đã tiếp tục giảm mạnh với mức giảm từ 580 đồng đến 912 đồng một lít. Và đây cũng được coi là mức giảm sâu kỷ lục nếu tính từ thời điểm năm 2009. Giá xăng, giá dầu giảm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc là những kỳ vọng của người dân về giá cước vận tải, đặc biệt là giá cước taxi sẽ giảm, nhất là trong dịp Tết sắp tới khi mà nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Vâng, và theo ghi nhận của VTC14, thì sau một ngày giá xăng dầu giảm, một số hãng taxi trên địa bàn Hà Nội cũng đã rục dịch đăng ký giảm giá. Nhưng từ đăng ký tới giảm cước thực tế dường như dài hơn cả chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu. Tính tới thời điểm ngày 20 tháng 1, đã có khoảng 7 doanh nghiệp taxi trong tổng số gần khoảng 200 doanh nghiệp taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội đăng ký giảm giá cước. Trong đó, doanh nghiệp đầu tiên đăng ký giảm giá cước là hãng taxi Nguyên Minh với mức giảm từ 11.200 đồng 1 km xuống 10.800 đồng 1 km. Sau khi mà giá xăng dầu có giảm vài lần ấy, thì chúng tôi cũng đã có cái điều chỉnh lại. Đấy, thì cũng là với cái mức giảm là 400 đồng trên 1 km cho tất cả các cự ly. Thì cái việc này thì về phía khách hàng và đặc biệt là về cái Tết Nguyên đán cổ truyền chuẩn bị sắp đến là về phía khách hàng và nhân dân sẽ được hưởng lại trực tiếp. Một số doanh nghiệp đã đăng ký giảm giá cước vận tải cho rằng nhiên liệu xăng dầu hiện chiếm khoảng 30 đến 35% giá thành sản xuất của các hãng taxi. Vì thế khi giá xăng dầu giảm thì việc các doanh nghiệp phải giảm giá cước gần như là bắt buộc. Thực ra thì giảm ở đây thì để tạo cái hiệu ứng phục vụ khách hàng thôi, chứ còn nếu mà tính toán trong cái chi phí cấu thành giá cước thì thực sự mà nói là với cái biên độ và biến động xăng dầu như vậy thì không phải giảm vì giá xăng dầu mà do người ta tiết kiệm các cái chi phí khác thì người ta có thể giảm thôi. Còn như tôi đã nói về giá xăng ở dưới 15.000 thì các doanh nghiệp phải tính toán giảm. Khi giá đầu vào nó giảm thì giá cước cũng phải giảm theo, đúng là quy luật. Thứ hai nữa là nó thể hiện cái sự quan tâm của cái doanh nghiệp vận tải đối với cái cuộc sống của người dân, của cộng đồng. Liên quan tới câu chuyện tỷ lệ doanh nghiệp vận tải taxi đăng ký giảm giá cước hiện vẫn còn khá thấp, chỉ chiếm hơn 5% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thủ đô. Ông Liên cho rằng xảy ra hiện tượng trên là do bất cập từ công tác quản lý đăng ký giảm giá cước vận tải hiện nay. Quản lý giá cước vận tải hiện nay còn nhiều bất cập, nó chưa đúng phù hợp với cái quy luật là kinh tế thị trường, là do thị trường điều chỉnh giá cước, cho nên cái tính cạnh tranh nó không cao. Nếu như mà thay đổi được cái quan điểm đó thì rõ ràng tôi nghĩ rằng là có nhiều cái doanh nghiệp vận tải tự khắc họ hạ giá cước, nâng cao chất lượng để giảm giá thành vận tải. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, xăng dầu đã 19 lần điều chỉnh giá với tổng mức giảm khoảng 5.000 đồng một lít xăng, tương ứng giảm 30%. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu xăng giảm khoảng 30% thì giá thành của xe chạy xăng giảm khoảng 10%, giá dầu diesel giảm 30%, kéo theo giá thành xe chạy dầu tiết kiệm được trên dưới 12%. Con số này cho thấy doanh nghiệp sẽ lãi khá lớn khi chi phí nhiên liệu giảm.